Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi trận đấu, chúng tôi xin được công bố đội hình xuất phát của hai đội tuyển Việt Nam. Chỉ giữ lại Hồ Tấn Tài ở trận đấu ngày. Ở hàng hậu vệ có chiều cao tốt nhưng trên hàng tấn công thì không được như vậy, rất nguy hiểm. Bóng bị cắt ngang qua khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu. Cú pha phối hợp gắn kết và tự tin đang dần trở lại với các áo đỏ. Pha phối hợp ngẫu hứng rất đẹp mắt của bộ đội. Sau khi vào sân được ít phút, Phúc Đoàn Khang đã tái lập kỷ lục của Đoàn Văn Hậu rất nguy hiểm. Một vung 50-50. Hồ Tấn Tài sút xa, sút rất căng và xử lý bất ngờ của Hồ Tấn Tài. Như thế này thì những cú sút xa với lực và quỹ đạo khó như vừa rồi của Hồ Tấn Tài là rất cần thiết. Với chiều cao lên tới 1m98 của mình và một sải tay rất dài. Công Phượng. Một tình huống rất nguy hiểm. Và tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đã chấp thời cơ rất nhanh và cho dù bóng đã chạm tay của thủ thành San Hu nhưng cuối cùng thì bóng vẫn lăn tới với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại bàn thắng mở tỷ số của Phan Văn Đức. Đội tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số từ khá sớm và nó đến từ một tình huống bóng cố định. Một pha dứt điểm với cảm giác bóng rất tốt của Phan Văn Đức. Pha dứt điểm bằng chân trái, không phải là chân thuận. Rõ ràng là nếu so sánh về khả năng không chiến thì cầu thủ Ấn Độ không thể so sánh được bằng những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền hơi dài, đã rất nỗ lực để tăng tốc nhưng pha di chuyển phá bẫy việt vị rất tốt của Thiên Linh. Tự tin xử lý bằng tầm giấy rất hay của Văn Hậu. Được chuyển của Phan Văn Đức. Công Phượng. Công Phượng đang tìm đồng đội ở phía trong để phối hợp. Đó là quyết định dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thành công. Không có một cầu thủ áo. Cựu danh thủ bóng đá Việt Nam và đội cựu danh thủ Borussia Dortmund. Kurunian không vào. Tình huống mà các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã không có sự bóng lót cho nhau tốt và để cho Kurunian có được bóng. Kurunian vẫn đang là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất, đáng chú ý nhất bên phía đội tuyển Ấn Độ. Tài khá chống chạy. Quả tạt của Hồ Tấn Tài hướng trái bóng đến vị trí của Tiến Linh. Vẫn là cầu thủ Việt Nam, không được. Công Phượng. Khoảng trống dành cho Hồ Tấn Tài, phía trong là Tiến Linh. Hơi cao so với đà bật nhảy của Tiến Linh. Phút thứ 30 của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống tạt bóng. Lại là Kurunian. Kumam. Rất bình tĩnh. Samat. Samat. Dứt điểm ở góc hẹp đã không gây ra bất ngờ với thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Cho đến thời điểm này thì tiền đạo đôi Đỗ Duy Mạnh, Công Phượng và phối hợp đánh gót không thành công với Tiến Linh. Và thoát xuống của Kurunian nhưng cầu thủ này đã bị bắt việt vị. Có động tác chơi xấu, đã có tình huống đạp chân. Nhưng pha quay chậm cho thấy là Kurunian cũng đã thu chân. Đó là một pha bóng mà cầu thủ tấn công mang số 22 của đội tuyển Ấn Độ đã không cố tình chơi xấu. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Đỗ Hồng Dũng. Bóng vẫn trong sân, tấn tay. Dứt điểm. Tiếp tục là một sự lựa chọn giống như công phu. Đường chuyền thể hiện khả năng quan sát rất tốt của Đỗ Hồng Dũng. Sau đó là tình huống bắt. Đội tuyển Việt Nam dường như đã bắt bài được những tình huống đi bóng vào trung lộ và dứt điểm của Kurunian. Rất nguy hiểm. Tình huống
Cú đánh đầu là của tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri. Chúng ta cùng xem lại cơ hội rất nguy hiểm vừa rồi của Sunil Chhetri. Một tình huống chuyền bóng đầy cảm giác từ bên phía cánh trái của Misra. Đã có hai pha bóng rất nguy hiểm trong hiệp 1 của trận đấu dành cho đội Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đường truyền cho Văn Toàn. Văn Toàn đột phá, có thể dứt điểm, cú vào giữa vòng vây của 3-4 cầu thủ. Điểm chéo góc, pha dứt điểm này của Văn Toàn lực đi không căng, chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Sanu. Đây lại là cơ hội cho Văn Toàn đối mặt một sai lầm của phòng ngự Ấn Độ dứt điểm, và tỷ số là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Rất dễ dàng, Văn Toàn đã đánh bại được thủ môn Sanu trong pha đối mặt nhanh nhẹn. Chúng ta hãy cùng xem lại một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Ấn Độ, và đó là lỗi thuộc về Ali. Văn Toàn có quá nhiều khoảng trống, có quá nhiều thời gian để có thể lựa chọn góc dứt điểm của mình. Như vậy là ở mùa giải năm nay, Văn Toàn đều đã có những thời điểm khó khăn nhưng đều đã biết cách vượt qua áp lực để có được những bàn thắng ở cả màu áo câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại đấu trường V-League. Tấn Tài được chọc khe rất thông minh, không có lỗi vị vị. Đây là Phạm Văn Đức, cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0. Phạm Văn Đức cũng lại quyết định thực hiện một cú cớ lăng vào câu lạc bộ BKMX Bình Dương trên sân vận động Hàng Đẫy. Được chuyền vào của Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Quyết, tỷ số là 3-0. Rất tuyệt vời. Một lần nữa huấn luyện viên Park. Việt Anh mới vào sân và có một cú tạt bóng rất dẻo. Hậu vệ to cao dinh gan. Pha bóng không tốt, tạo cơ hội cho Văn Quyết tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Một pha dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Sanu. Hai cầu thủ vào sân thay người đã cùng nhau phối hợp và tạo ra được dinh gan. Lại là Văn Toàn chấp thời cơ, không vào. Văn Toàn một lần nữa, một đường truyền ngang của Sandes Zinga tạo cơ hội cho Văn Toàn. Quả chơi bóng của Văn Quyết, dứt điểm. Một cú vuốt bóng phải nói rằng là rất đẹp mắt và cực nhanh của Thành Trung. Trung vệ Thành Trung đã có cơ hội để trở thành cầu thủ tiếp theo ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này, nhưng sự xuất sắc với pha phạt xạ của Sanu đã từ chối bàn thắng của trung vệ áo số 16 này. Thành Trung cũng là cầu thủ rất có duyên với mảnh lưới của đối phương. Ở trong áo câu lạc bộ và thậm chí cả các đội tuyển Việt Nam, Thành Trung. Bùi Hoàng Việt Anh rất hay, qua được hai cầu thủ nhưng đường chuyền vào cuối cùng thì lại khá tệ. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Ấn Độ, đây là cầu thủ mang áo số 17 mới vào sân, Coloman. Nguy hiểm. Bóng được chuyền ngang, cắt mặt qua khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.